bảy cung thỉnh mời cô bảy đưa thời cát nhật giang quả thanh gia hồi dòng chơi ngàn mần ngàn me loan mời cô tám đồi chè dân văn thanh gia hồi cung phảng át hương lan gió thu phảng át hương lan trăng soi chín riêng đáy và
nhang vì đồng làm lễ dâng nhang, dâng lên tam bảo chín mươi phương độ chỉ dâng nhang để khấn tư. Cung cấm quảng hàn hàng hà, cung cấm quảng hàn dạy con thỉnh xuống dương gian ngư đồng tích xưa cung tiền. Cầm đến quạt cô lại thương chư thanh nhà đồng trời có cầu bơ thải, cầu trèo bơi chiếc thuyền
rồng thành ra hồi cung. Khuya sớm ra vào bản đến đây, cậu bé ra vào ngày ngày nâng bước đi mảnh đào quỳ tâu thành ra hồi cung.